Xin chào tất cả các bạn, hôm nay trong lòng mình cảm thấy rất vui khi gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Excel tính tiền tiêu thụ nước sinh hoạt. Giả sử ta có một file Excel chéo mẫu như trên màn hình gồm bảng tính tiền tiêu thụ nước sinh hoạt và một bảng biểu giá nước. Trên bảng tính tiền tiêu thụ nước sinh hoạt này, các bạn thấy tại cột B tương ứng là cột số thứ tự, cột C tương ứng là cột họ và tên chủ hộ, cột D tương ứng là cột ghi số công tơ cũ. Cột E tương ứng là cột ghi số công tơ mới. Việc còn lại là các bạn phải điền dữ liệu tại các cột là cột F tương ứng là cột ghi số mét khối nước tiêu thụ, cột G, tiền nước tiêu thụ, cột H, thuế giá trị gia tăng, cột Y, phí môi trường, và cột G, số tiền chủ hộ gia đình phải trả. Trên bảng biểu giá nước được lập dựa theo quy định về mức tiêu thụ nước tương ứng là đơn giá. Cụ thể có 04 mức tiêu thụ nước, đó là mức 1 tiêu thụ đến 10 mét khối, mức 2 tiêu thụ đến 20 mét khối, mức 3 tiêu thụ đến 30 mét khối, mức 4 tiêu thụ trên 30 mét khối. Tương ứng với 04 mức tiêu thụ nước này là đơn giá do từng đơn vị cung cấp nước quy định. Trong bảng biểu giá nước có cột giá cộng dồn, mục đích là để công thức tính tiền nước bớt cồng kềnh hơn. Cụ thể ta có thể giải thích cho cột này là ví dụ khi mức tiêu thụ lớn hơn 10 mét khối và nhỏ hơn hoặc bằng 20 mét khối thì cách tính. Tiền nước là lấy 10 mét khối nhân với đơn giá tương ứng của mức 1 và cộng với số nước tiêu thụ trừ đi 10 và nhân với đơn giá mức 2. Phần 10 mét khối nhân với đơn giá tương ứng của mức 1 được sử dụng để cộng dồn cho trường hợp này. Để công thức đỡ bị rối thì ta lập thêm cột huyện giá cộng dồn và tính luôn giá để cộng dồn như các bạn thấy. Tại ô F4 ta gõ công thức bằng E3 trừ D3, nghĩa là số mét khối nước tiêu thụ sẽ bằng số công tơ mới trừ đi số công tơ cũ. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô F4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột F. Tại ô G4 ta gõ công thức bằng if F3 nhỏ hơn hoặc bằng F15, chấm phẩy F3 nhân với G15, chấm phẩy if F3 nhỏ hơn hoặc bằng F16, chấm phẩy H16 cộng mở ngoặc đơn F3 trừ F15 đóng ngoặc đơn nhân với G16. Chấm phẩy if F3 nhỏ hơn hoặc bằng F17, chấm phẩy H17 cộng mở ngoặc đơn F3 trừ F16 đóng ngoặc đơn nhân với G17, chấm phẩy H18 cộng mở ngoặc đơn F3 trừ F17 đóng ngoặc đơn nhân với G18. Ta có thể giải thích công thức trên như sau. Sử dụng hàm if trong Excel để kiểm tra điều kiện số mét khối tiêu thụ so với định mức tiêu thụ mức 1. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì ta chỉ việc lấy số mét khối tiêu thụ nhân với đơn giá mức 1. Trường hợp ngược lại, nghĩa là lớn hơn mức 1, thì ta lại dùng hàm if để kiểm tra điều kiện số mét khối tiêu thụ so với định mức tiêu thụ mức 2. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì ta chỉ việc lấy giá cộng dồn mức 1 cộng với số mét khối tiêu thụ trừ đi định mức mức 1 rồi nhân với đơn giá mức 2. Trường hợp ngược lại, nghĩa là lớn hơn mức 2, thì ta lại dùng hàm if để kiểm tra điều kiện số mét khối tiêu thụ so với định mức tiêu thụ mức 3. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì ta chỉ việc lấy giá cộng dồn mức 2 cộng với số mét khối tiêu thụ trừ đi định mức mức 2 rồi nhân với đơn giá mức 3. Trường hợp ngược lại, nghĩa là lớn hơn mức 3, thì ta lấy giá cộng dồn mức 3 cộng với số mét khối tiêu thụ trừ đi định mức mức 3 rồi nhân với đơn giá mức 4. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô G4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột. Tại ô H4 ta gõ công thức bằng 5% nhân với G3, nghĩa là ta lấy phần trăm thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT nhân với tiền nước. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô H4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột H. Tiếp theo, các bạn phải tính phí môi trường. Tại ô Y4 ta gõ công thức bằng 10% nhân với G3, nghĩa là ta lấy phần trăm phí môi trường nhân với tiền nước. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô Y4 sao cho xuất hiện dấu cộng, giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột Y. Cuối cùng, chúng ta phải tính số tiền khách hàng phải trả tại cột G. Tại ô G4 ta gõ công thức bằng G3 cộng H3 cộng Y3. Công thức này có ý nghĩa là số tiền khách hàng phải trả bằng tổng số tiền nước cộng với số tiền thuế giá trị gia tăng cộng với phí môi trường. Sau đó, các bạn sao chép cho các ô còn lại của cột bằng cách di chuột đến góc dưới cùng bên phải ô G4 sao cho xuất hiện dấu cộng,
giữ chuột và kéo xuống dưới cho các ô còn lại của cột G. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng Excel tính tiền tiêu thụ nước sinh hoạt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.